Anena vāgama nena vādhīve na vāmāre na vābrahmuna vākena divāloka samīnde. Ummanam evanam sattam suttavācha tuhārājika deva Devanam sattham suttavayama deva sattamano sarve sunyamanam devanam sattham suttavatu sita deva sattamano sarve sundu sita nam devanam sattham suttavadim manarati deva sattamano sarve sunim manarati nam devanam sattham suttava paranimitava savati deva sattamano sarve sum paranimitava savati nam devanam sattham suttava Makaika deva sadhamano savesum ketam bhakavata paranasiyam isipatane mikathaye anuvataram dhammacakam pavatitam apativatiyam samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kena diva loka samine itihatena khanena tena muhutena yava brahma loka sato apokha chi ayan data sasahasi loka tatu sankampi sampakampi sampavedi apamano cha olaro opaso loke patura Hosi ati kamme vadevanam devanupavam athako bhagava uthanam uthane si anja sivatapo kondhanyo anja sivatapo kondhanyo iti hitam aya samato kondhanya sa anja kondhanyo tave vanamam aho siddhi. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên mạng Internet qua Podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông, Việt Nam, từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston, 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York, 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali, 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris, 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney, 12 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con lăng nhà Nguyệt thành kính lãnh lễ chư tôn đức và trân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 2 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học thắng pháp Abhidhamma, chương 7, thoát yếu tâm ngoại lộ. Quy thi mutta citta sangha, bài 58, giải về 12 hạng người. Pukkala Hề đã thượng tọa tại sư biên soạn và giảng giải.
Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điệu ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đến lễ chư tăng đệ tử thay tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được cát tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học thắng pháp hôm nay, bài 58, giải về 12 hạng người, phúc cái lớp hệ đã. 12 hạng người là 1. Dukkati ahe tukka phukkala, người khổ vô nhân. 2. Sukati ahe tukka phukkala, người lạc vô nhân. 3. Dukkhe tukka phukkala, người nhị nhân. 4. Tihe tukka phukkala, người tam nhân. 5. Sotapattimagga phukkala, người đạo nhập lưu. 6. Sagamimagga phukkala, người đạo nhất lai. 7. Anagamimagga phukkala, người đạo bất lai. 8. Arhatamagga phukkala, người đạo ứng cúng. 9. Sotapattiphala phukkala, người quả nhập lưu. 10. Sakkadagamiphala phukkala, người quả nhất lai. 11. Anagamiphala đại. 12. Arhat, người quả ứng cúng. Người khổ vô nhân. Dukkati ahe tukka phukkala cũng được. Người này bao giờ cũng có tâm hữu phần, là tâm quan sát quả bất thiện, luôn luôn là tâm vô nhân. Tâm hữu phần quả bất thiện vô nhân, bởi đã tục sinh bằng thứ tâm ấy. Đây là chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, Atula và bàn sanh. Người lạc vô nhân, Sukati ahe tukka phukkala, là hạng người do tục sinh bằng tâm quan sát quả thiện thọ xả vô nhân và có tâm hữu phần là tâm ấy, không thể gọi tắt là người lạc. Vì người lạc Sukati Pukkala bao gồm cả 11 hạng người ngoài người khổ. Bởi cũng có hạng người lạc hữu nhân nên gọi đây là người lạc vô nhân để phân biệt. Người lạc vô nhân, thân nhân loại khuyết tật bẩm sinh, đuôi điếc câm ngu ngơ vân vân. Người lạc vô nhân, thân thiên tuyên thiên, cõi thấp, thì kém phước, không được hưởng thiên lạc. Người nhị nhân, được quý hề tú ca phúc là, hạng người tục sinh bằng tâm đại quả ly trí, tâm hữu phần bình nhật cũng là thứ tâm ấy. Người nhị nhân thuộc nhân loại và chư thiên dục giới. Người nhị nhân vì thiếu trí nên trong kiếp sống ấy, dù cố gắng cũng không đắc pháp thượng nhân, thiền và đạo quả. Chỉ tạo duyên lành cho kiếp khác thôi. Người tam nhân, tí hề tú ca phúc lá, là hạng người tục sinh và hữu phần thuộc tâm đại quả hợp trí, tâm quả thiền sắc giới và tâm quả thiền vô sắc giới. Người tam nhân cõi dục giới là thân nhân loại và chư thiên. Người tam nhân cõi sắc và vô sắc là phạm thiên. Người tam nhân ngay trong kiếp sống ấy, nếu nỗ lực tu tập sẽ đắc pháp thượng nhân, thiền và đạo quả. Do đó,
người tam nhân có hai hạng là phàm tam nhân, thi hề tu ca phất thu chân á phu ca lạ, và thánh tam nhân thi hề tu ca đấy nhá phu ca lạ. Trong 12 hạng người kể đây thì người tam nhân nên hiểu là phàm tam nhân. Người đạo nhập lưu sô ta bát tít mắc ca phu ca lạ là chỉ ngay sát na sơ đạo mà người tam nhân chứng đắc, đây cũng gọi là người sơ đạo. Bát-tha-ma-mắc-ga-phu-ca-la, người đạo nhất lai, Sa-ca-đà-gà-mi-mắc-ga-phu-ca-la, là chỉ ngay sát na tâm nhị đạo mà vị tu đầu quần chứng đắc, đây cũng gọi là người nhị đạo. Đu-ti-ya-mắc-ga-phu-ca-la, người đạo bất lai, A-na-gà-mi-mắc-ga-phu-ca-la, là chỉ ngay sát na tâm đạo, là chỉ ngay sát na tâm tam đạo mà vị tư đà hàm chứng đắc, nên cũng gọi là người tam đạo. Tatiya Magga Phukala, người đạo ứng cúng, Arahata Magga Phukala, là chỉ ngay sát na tâm tứ đạo mà vị Anaham chứng đắc, nên cũng gọi là người tứ đạo. Chaturtha Magga Phukala, người quả nhập lưu, Sota Bhatti Phala Phukala, hay cũng gọi là người sơ quả. Bhatthama Phala Phukala, người đã đắc tu đần, là người đã đắc quả tu đầu quần kể từ sát na sơ khởi, kể từ sát na sơ quả khởi lên sau tâm sơ đạo cho đến sát na tâm khiết quá, vô đắc na trước tâm nhị đạo, thời gian ấy gọi là người sơ quả. Người quả nhất lai, Sakadaga Mifala Pukala, hay cũng gọi là người nhị quả, Dutiya Phala Pukala, là người đã đắc quả tư đà hàm kể từ sát na nhị quả khởi lên sau tâm nhị đạo cho đến sát na tâm khiết quá trước tâm tam đạo, thời gian ấy gọi là người nhị quả. Người quả bất lai, Anaga Mifala Pukala, hay cũng gọi là người tam quả, Tatiya Phala Pukala, là người đã đắc quả Anaham kể từ sát na tâm tam quả khởi lên sau tâm tam đạo cho đến sát na tâm khiết quá trước tâm tứ đạo, thời gian ấy gọi là người tam quả. Người quả ứng cúng, Arahata Phala Phukala, cũng gọi là người tứ quả. Chatut Phala Phukala, là người đã đắc quả A-la-hán kể từ sát na tâm tứ quả khởi lên sau tâm tứ đạo cho đến khi viên tịch Niết Bàn, thời gian ấy gọi là người tứ quả. Bốn người đạo chỉ tồn tại một sát na khi chứng đạo tuệ, ba người quả hữu học tồn tại cho đến khi tâm đạo khác sanh khởi, người tứ quả tồn tại cho đến khi viên tịch. Bốn người đạo và bốn người quả đều là người tâm tam nhân. Bốn người đạo và bốn người quả đều là người tam nhân. Ti hề tu ca phu ca la, tám hạng này là bậc thánh Ariya phu ca la, người khổ vô nhân, người lạc vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân chưa đắc đạo quả là người phàm. Người có mấy tâm? Một, người khổ vô nhân, chỉ hiện hữu ở khỏi khổ dục giới. Hạng người này bình nhật có được 37 tâm, là 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân trừ tâm sinh tiếu, 8 tâm thiện dục giới. Hai, người lạc vô nhân, chỉ hiện hữu ở khỏi dục nhân loại và tứ đại thiên vương. Hạng người này bình nhật có được 41 tâm, là 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân trừ tâm sinh tiếu, 8 tâm thiện dục giới, 4 tâm đại quả ly trí. 3. Người nhị nhân, quý hề tu ca phu ca la, chỉ hiện hữu ở bãi cõi vui dục giới, cõi nhân là cõi nhân loại và 6 cõi thiên tiên. Hạng người này bình nhật cũng có được 41 tâm như người lạc vô nhân. 4. Người phàm tam nhân, ý hề tu ca phu thu chana phu ca la, hiện hữu ở 21 cõi phàm. Hiện hữu ở 21 cõi phàm duy hữu tâm, tức là 31 cõi trừ 5 cõi thánh tịnh cư, 4 cõi khổ và 1 cõi vô tưởng. Người phàm tam nhân trong 7 cõi vui dục giới có được 42, 45 tâm, là 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân,
trừ tâm sinh tiếu, tám tâm đại thiện và tám tâm đại quả. Nếu có đắc thiền thiện đáo đại thì công thì cộng thêm hơn 45 tâm. Người phàm tam nhân trong 10 cõi sắc giới phàm hữu tưởng thì có được 30 tâm là 10 tâm bất thiện trừ 2 tâm sân, 11 tâm vô nhân trừ cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức và tâm sinh tiếu. Một trong 5 tâm quả sắc giới. Nếu có đắc thiền thiện đáo đại thì cộng thêm hơn 30 tâm. Người phàm tam nhân trong 4 cõi vô sắc thì có được 20 tâm là 10 tâm bất thiện trừ 2 tâm sân, 1 tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 1 trong 4 tâm quả vô sắc giới. Nếu có đắc thiền thiện vô sắc thì cộng thêm hơn 20 tâm. 5. Người nhập lưu đạo Sota Patimakka Phukala chỉ là sát na tâm sơ đạo. Người sơ đạo chỉ có mặt trong 17 cõi phàm vui ngũ quẩn, 7 cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền và 1 cõi quảng quả. 6. Người nhất lai đạo Sakadagamimakka Phukala là chỉ sát na tâm nhị đạo. Người nhị đạo có mặt trong 21 cõi phàm vui hữu tâm, 17 cõi phàm vui ngũ quẩn và 4 cõi tứ quẩn vô sắc. 7. Người bất lai đạo Anagamimakka Phukala là chỉ sát na tâm đạo. Người tam đạo cũng có mặt trong 21 cõi phàm vui hữu tâm như người nhị đạo. 8. Người ứng cúng đạo Arahatamakka Phukala là chỉ sát na tâm tứ đạo. Người tứ đạo có mặt trong 26 cõi vui hữu tâm là thêm 5 cõi thánh tịnh cư. 9. Người nhập lưu quả Sota Patifala Phukala có mặt trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. Bậc nhập lưu ở bãi cõi vui dục giới Bình Nhật có được 41 tâm là 4 tâm tham ly tà kiến, 2 tâm sân, 1 tâm si phóng dật, 17 tâm vô nhân trừ tâm sinh tiếu, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả và 1 năm tâm sơ quả. Nếu đắc thiền thiện đáo đại thì cộng thêm hơn 41 tâm. Bậc nhập lưu trong 10 cõi sắc phàm ngũ quẩn Bình Nhật có được 26 tâm là 4 tâm tham ly tà kiến, 1 tâm si phóng dật, 11 tâm vô nhân trừ cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức và tâm sinh tiếu. 8 tâm đại thiện, 1 trong 5 tâm sơ quả, 1 trong 5 tâm quả sắc giới. Nếu có đắc thiền thiện đáo đại thì cộng thêm hơn 26 tâm. Bậc nhập lưu trong cõi vô sắc giới Bình Nhật có được 16 tâm là 4 tâm tham ly tà kiến, 1 tâm si phóng dật, 1 tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 1 trong 5 tâm sơ quả, 1 trong 4 tâm quả vô sắc. Nếu có đắc thiền thiện vô sắc nữa thì cộng thêm hơn 16 tâm. 10. Người nhất lai quả Sakadagamipala Phukala có mặt trong 21 cõi phàm vui hữu tâm. Bậc nhất lai trong cõi vui dục giới cũng được 41 tâm, trong cõi sắc giới phàm ngũ quẩn cũng được 26 tâm, trong cõi vô sắc giới cũng được 16 tâm. Tất cả đều giống như người nhập lưu quả. 11. Người bất lai quả Anagamipala Phukala có mặt ở 26 cõi vui hữu tâm. Bậc nhất lai trong cõi vui dục giới Bình Nhật có được 39 tâm là 4 tâm tham ly tà kiến, 1 tâm si phóng dật, 17 tâm vô nhân trừ tâm sinh tiếu, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 1 trong 5 tâm tam quả. Nếu có đắc thiền thiện đáo đại thì cộng thêm hơn 39 tâm. Bậc nhất bậc bất lai trong cõi sắc giới hữu tưởng Bình Nhật có được 26 tâm là 4 tâm tham ly tà kiến, 1 tâm si phóng dật, 11 tâm vô nhân trừ cặp tỷ thức, thiệt thức, cặp thân thức, tâm sinh tiếu. 8 tâm đại thiện, 1 trong 5 tâm quả sắc giới. Trong cõi tịnh cư thì nhất định chỉ 1 tâm quả ngũ thiền, 1 trong 5 tâm tam quả. Nếu có đắc ngũ thiền sắc và vô sắc thì cộng thêm. Bậc bất lai trong cõi vô sắc Bình Nhật có được 16 tâm là 4 tâm tham ly tà kiến, 1 tâm si phóng dật, tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện,
một trong năm tâm tam quả, một trong bốn tâm quả vô sắc. Nếu có đắc thiền thiện vô sắc thì cộng thêm. 12. Người ứng cúng quả Arahatthaphala Pukkala có mặt ở 26 cõi vui hữu tâm. Bậc ứng cúng A-la-hán trong cõi vui dục giới bình nhật có được 35 tâm, là 18 tâm vô nhân, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố và một trong năm tâm tứ quả. Nếu có đắc thiền tố đáo đại thì cộng thêm. Bậc ứng cúng trong cõi sắc giới hữu tưởng bình nhật được 22 tâm, là 12 tâm vô nhân trừ cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, 8 tâm đại tố, một trong năm tâm quả sắc giới, một trong năm tâm tứ quả. Nếu có đắc thiền tố đáo đại thì cộng thêm. Bậc ứng cúng trong cõi vô sắc bình nhật có được 11 tâm, là một tâm khai ý môn, 8 tâm đại tố, một trong bốn tâm quả vô sắc, một tâm tứ quả ngũ thiền. Nếu có đắc thiền tố vô sắc thì cộng thêm. Tâm sanh theo người nào? A. Tâm sanh theo một hạng người. Năm tâm sơ đạo chỉ sanh theo người sơ đạo. Năm tâm nhị đạo chỉ sanh theo người nhị đạo. Năm tâm tam đạo chỉ sanh theo người tam đạo. Năm tâm tứ đạo sanh theo người tứ đạo. Năm tâm sơ quả chỉ sanh theo người sơ quả. Năm tâm nhị quả chỉ sanh theo người nhị quả. Năm tâm tam quả chỉ sanh theo người tam quả. Năm tâm tứ quả, tâm sinh tiếu, tám tâm đại thiện, tám tâm đại tố, chín tâm tố đáo đại chỉ sanh theo hạng người tứ quả. B. Tâm sanh theo bốn hạng người. Chín tâm thiện đáo đại sanh theo bốn hạng người là người phàm tam nhân, ba người quả hữu học. Bốn tâm tham ly tà kiến và một tâm si hoài nghi sanh theo bốn hạng người là người khổ, người lạc, người nhị nhân, người phàm tam nhân. C. Tâm sinh theo năm hạng người. Bốn tâm đại quả hợp trí, chín tâm quả đáo đại sanh theo năm hạng người là phàm tam nhân và bốn bậc thánh quả. D. Tâm sanh theo sáu hạng người. Hai tâm sân sanh theo sáu hạng người là bốn hạng phạm nhân và hai bậc thánh quả thấp, nhập lưu và nhất lai. E. Tâm sanh theo bảy hạng người. Bốn tâm tham ly tà kiến, một tâm si phóng dật, tám tâm đại thiện sanh theo bảy hạng người là bốn hạng phạm nhân và ba bậc thánh quả hữu học. Bốn tâm đại quả ly trí sanh theo bảy hạng người là ba hạng phạm lạc và bốn bậc thánh quả. F. Tâm sinh theo tám hạng người, 17 tâm vô nhân trừ tâm sinh tiếu sanh theo tám hạng người là bốn hạng phạm nhân và bốn bậc thánh quả. Điều đã nói và điều sắp nói, bài đã học, bài 57, chương 7, thoát yếu tâm ngoại lộ. Tổng quan, bài học tiếp theo, bài 59, chương 7, thoát yếu tâm ngoại lộ. Vì thi mút ta chí ta sang ngã hát, giải về 31 cõi, hù miết về đó. Chính văn bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Tại Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phần thoát yếu tâm ngoại lộ. Về 12 hạng người. Khi học về người cõi nghiệp trong cái chương này thì chúng tôi không muốn ngắt ra từ nhỏ, bởi vì
Nếu mà ngắt ra ra từng phần nhỏ, chúng ta không có gì để chúng ta nói. Và nó, nếu mà chúng ta nói miên man thì nó bị lạc mất. Ý nghĩa thắng pháp. Cho nên chúng tôi phải gom lại. Tất nhiên khi mà học chung như thế này, học gom chung lại gì? Học ở tại lớp á, thì trong 4 tiết học một buổi, tức là chạy nhầm 3 giờ đồng hồ, 190 phút, sáu mươi phút, thì như vậy đó chúng ta sẽ phân tách nó dễ hơn. Còn ở đây chúng ta chỉ cho nhiều lắm là 1.5 tiếng, 1.5 tiếng đồng hồ thì chỉ có 2 tiết học thôi. Thì ta học hết một bài như thế này, gặp người thì cũng dễ, nhưng mà gặp khỏi thì 31 khỏi thì chắc có lẽ là chúng ta phải học một cách gọn hơn để cho nó kịp với cái thời gian. Thực ra thì người mà có cái tâm muốn học thắng pháp A Di Đàm, không phải là chúng ta ngồi ở trong lớp, ngồi ở trường lớp mà chúng ta nghe giảng vậy là đủ rồi, thú vị. Bài vở thì chúng ta có đó, tài liệu thì chúng ta có, chúng ta cứ đem về để chúng ta đọc, nghiền ngẫm. Nhưng mà một cách tốt nhất là người Phật tử, nó có 2 cái việc mà người Phật tử chúng ta khó làm được để chúng ta giỏi vì diệu pháp. Một là chúng ta đọc các cái tài liệu, rồi chúng ta tự viết thành một quyển sách để nói lên những gì mà mình đã hiểu. Tất nhiên là mỗi một người sẽ có một ý tưởng bố cục khác khác nhau. Cho nên chúng ta đừng có sợ là chúng ta viết lại hay dẫm chân lên trên việc làm của người khác. Ví dụ chúng tôi sắp sửa in cái bộ Thắng Pháp Tập Yếu Lược này, cái bộ Toát Yếu A Di Đàm này, khi mà quý vị nhận đem về đó, thì quý vị mỗi một ngày quý vị cố gắng quý vị học một chương hay là học một bài, quý vị ghi cứu thôi, rồi sau đó quý vị viết lại tóm tắt cách này hay cách khác. Cái thứ hai nữa là ở chung quanh các cái đạo hữu nào mà mình thân cận đó, nếu mà họ có muốn thì mình trao đổi với họ. Nói dạy thì chắc có lẽ là các Phật tử chúng ta ngại, mình cư sĩ mình đi dạy người cư sĩ thì người ta không có phục. Thì thôi bây giờ chúng ta cứ học theo cái kiểu là học nhớ, học thảo luận đi. Hễ mà chúng ta rành rẽ thì chúng ta chia sẻ nhiều hơn chút.
Như ngày xưa đệ tử ngài Hòa Thượng Thiện Sự ngài cho vừa học vừa dạy cách đó đó, cho nên rất là giỏi. Bản thân chúng tôi hay là thượng tọa giáo đẳng hồi nhỏ quý vị học tới đâu thì đi dạy tới đó, mà hãy đi dạy thì phải soạn cái giáo án giáo trình, cho nên riết thì cũng phải giỏi thôi thưa quý vị. Còn nếu bây giờ chúng ta cứ ngồi chúng ta nghe đọc bài nghe giảng thì một hồi chúng ta chán, chúng ta bị phóng dật thì chúng ta sẽ không có nắm bắt được cái gì hết. Nghe được một chút rồi mất một chút, nghe được một chút mất một chút, nghe được cái này mất cái kia, cho nên riết rồi chúng ta cũng nản, chúng ta bỏ cuộc. Thật tình khi mà nhận giảng giải cái lớp A Tỳ Đàm này đó, lớp thắng pháp này, thì chúng tôi cũng đã có lường trước được cái khó để trình bày cho Phật tử chúng ta hiểu. Nhưng mà quý vị cố gắng mà chạy đi đến cái trường thứ bảy này là kể cũng hay lắm quý vị. Đó cũng là một sự kiên trì. Chúng ta hết cái chương thứ 7 thì chúng ta sẽ đi qua chương thứ 8 đó về duyên hệ. Duyên hệ kỳ này chúng tôi cố gắng làm sao để chúng tôi trình bày cho quý vị có một cái khái niệm tổng quát về duyên hệ, duyên sinh ở trong thắng pháp. Rồi ở chương cuối cùng là chúng ta nói về những điều một tu tập, định chỉ và quán. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm sao để trình bày cho các Phật tử, cho các Phật tử học viên chúng ta nghe, chúng ta lấy theo đó để chúng ta thực hành được. Thì mặc dù không phải là khó, nhưng mà nó có nhiều vấn đề để chúng ta nhớ thì chúng ta nhớ không nổi. Cho nên bây giờ chúng tôi chỉ trình bày cho quý vị một số vấn đề. Ở đây khi mà chúng ta nói đến hạng người, chúng ta phân tích hạng người, chia sẻ hạng người Bukala Phi Đát, thì ở đây thưa quý vị, nếu nói theo bộ Bút Cả Lớp Bài Nhá Tí là bộ nhân chế định, tức là nói về các hạng người ở trong kinh tạng được mô tả thì nhiều lắm thưa quý vị. Nếu mà phân tích hạng người theo hạng người chế định theo trong kinh tạng đó, thì thưa quý vị là không có ai nhớ hết bao nhiêu hạng người. Nhưng mà khi nói phân theo hạng người, phân hạng người theo thắng pháp đó, thì thưa quý vị nó rất dễ để chúng ta thuộc. Cứ bốn hạng phàm phu, bốn hạng thánh đạo và bốn hạng thánh quả. Như vậy 4 32 là cái đó là xong 12 người. Nhưng ở đây chúng ta phải lưu ý như thế này. Vì hạng người mà chế định đó là nói theo các thưởng thức, cho nên chế định có nhiều. Thí dụ như nói đến hạng người như xoài, ở ngoài vỏ thì
vàng, chín vàng, như mỡ trong ruột thì nó chua. Còn có hạng người giống như xoài, ở ngoài vỏ thì nó xanh, nhưng mà trong ruột thì nó đã chín ngọt. Còn có hạng người ở bên ngoài giống như xoài, ở bên ngoài màu vàng hường và trong ruột cũng ngọt. Còn có hạng xoài, có hạng người giống như xoài, ở ngoài thì xanh và ở trong thì cũng chua. Bốn hạng người này được giải thích là có hạng người ở bên ngoài đạo mạo thấy có vẻ như là trí thức, hiền thiện, nhưng mà thật sự ở bên trong họ là thối nát, họ không có đạo đức, tham sân si dĩ đầy, hoặc là họ dốt. Thì như vậy giống như là người, giống như trái xoài ở bên ngoài thấy nó vàng hường, như ở trong thì chua vậy đó. Còn cái hạng ở ngoài xanh như mỡ trong ngọt, tức là có người ở bên ngoài cái tướng mạo nó không phải là quý tướng, không phải là sáng sủa, họ có thể là họ bị khuyết tật về thân vân vân, hoặc là họ không cần chải chuốt, họ mặc y phục cũng bình thường, nhầu nát vậy đó. Tóc tai không có gọn gàng gì cả, nhưng mà ở trong cái đầu của họ đó thì họ thông hiểu nhiều. Và hoặc là nếu đối với tu sĩ thì họ có cái sự tu tập, họ an trú giới, họ an trú thiện pháp, họ là bậc đa văn vân vân. Thì như vậy giống như xoài ở ngoài thấy cái vỏ vỏ xanh, nhưng ở trong thì ngọt. Còn có hạng người ở bên ngoài vàng giống như xoài, ở bên ngoài vàng ở trong ngọt vậy đó. Cũng như có người như bậc thánh, có nhiều vị ở bên ngoài tướng mạo đoan trang, y phục chỉnh tề, đi đứng nằm ngồi có tư cách, và bên trong họ thật sự cũng có cái cốt lõi, có cái cốt lõi, có cái chất lượng, học nhiều hiểu rộng và họ có tu hành chân chánh. Còn hạng người giống như là trái xoài ở ngoài xanh ở trong chua, cũng như có người ở bên ngoài thấy họ lè phè, và thật sự cái đầu của họ thì cũng rỗng không, không có biết gì hết, dốt nát vậy đó. Vân vân. Khi mà nói đến một hạng người, hai hạng người, ba hạng người, bốn hạng người, năm hạng người, sáu hạng người, bảy hạng người, cho đến tám hạng người, chín hạng người, mười hạng người, thì nếu mà phân tích rồi bút cái lá và nhá tí thì chúng ta phân ra rất là nhiều trường hợp. Thì cái đó thuộc về cái lĩnh vực, cái phạm trù kinh tạng có đề cập đến. Nhưng mà trong tám pháp thì cái bộ bút cái lá và nhá tí cũng có nhắc lại. Còn bây giờ học tám pháp và học ở trong cái phần này đó, là chúng ta áp dụng cho cái bộ xâm đối với ma cá, bộ thứ sáu của thắng pháp. Trong đó khi nói đến người khỏi á, thì người đó là chỉ 12 hạng người, chứ không có lấy người chế định mà như chúng tôi vừa kể khi nãy, không có. Cho nên chúng ta học về 12 hạng người đó
là chúng ta phải biết cái chỗ dùng để mà chúng ta nghiên cứu về cái bộ sông đối, bộ nhâm bát cát, chứ không phải là chúng ta học để mà học chơi rồi quý vị nghĩ học cái này nó có lợi ích gì, học chán quá. Thì bây giờ trở lại vấn đề đó là 12 hạng người. Chúng ta phân làm hai mảng cũng được, phân làm ba mảng cũng được. Hay là chúng ta phân làm bốn mảng cũng được. Phân làm hai mảng là chúng ta nói theo bốn, có bốn hạng phàm phu, phu thức trên nát, bốc cà lát, và tám hạng thánh, ariya, bốc cà lát. Hạng phàm phu là người chưa có đắc được đạo quả, họ vẫn còn tham sân si, tà kiến, người nghi vân vân, họ còn. Còn với bậc thánh á, thì cái hạng thánh là hạng đã chứng đắc được đạo quả, từ đạo quả thấp cho đến đạo quả cao nhất, cao tột, đắc từ tu đồ quần cho đến a la hán. Đó là chúng ta phân hai hạng người, hạng phàm và hạng thánh thôi. Còn nếu 12 hạng người mà chúng ta phân làm ba mảng đó, thì cũng là bốn hạng phàm phu, rồi bốn hạng thánh đạo, rồi bốn hạng thánh quả. Như vậy phàm phu, thánh đạo, thánh quả là phân làm ba hạng người. Nếu mà chúng ta phân ba mảng đó, mảng thứ hai là chúng ta phân ba hạng người là chúng ta tính vậy. Còn nếu mà chúng ta phân thành bốn đó, thì chúng ta chỉ cần dựa vào cái tâm hộ kiếp theo quan giác chích tám của chúng sinh mà chúng ta phân là bốn hạng người. Người nào mà tục sinh và hộ kiếp bằng cái tâm quả bất thiện, ý thức giới quả bất thiện, hãy chúng ta nói ý thức giới quả bất thiện đó, là chúng ta biết ngay đó là tâm quan sát. Nhưng mà nếu chúng ta nói cái tâm quan sát là bị trục sinh, thì thật ra đó, chúng ta nói quen rồi chúng ta không thấy kỳ. Nhưng mà khi phân tích thì chúng ta thấy trong cái lời nói đó nó hơi kỳ. Bởi vì cái tâm quan sát là cái tâm làm việc kiểm tra, thẩm tra đối tượng Santirna. Thì cái việc kiểm tra đối tượng nó đâu có liên quan gì đến cái việc mà tục sinh đâu. Nhưng mà tâm đó đó thì nó lại là ở trong trong lộ trình ngũ môn hay ý môn, trong lộ trình tâm ngũ môn mà nó làm việc Santirna ở cái chặn quan sát cảnh đó, sau tiếp thu rồi quan sát cảnh, thì cái tâm này nó làm việc ở đó.
Cho nên chúng tôi dùng hai từ. Trước hết là chúng ta nói là cái tâm quả bất thiện ý thức giới. Rồi chúng tôi mới mở ngoặc, chúng tôi để là tâm quan sát quả bất thiện. Như vậy có nghĩa là cái tâm làm bìa tục sinh, hộ kiếp và tử cho chúng sanh ở bốn cõi khổ đó, là cái tâm ý thức giới quả bất thiện. Nói như vậy không có nhầm lẫn đâu hết, thưa quý vị. Là tại vì quả bất thiện có bảy: nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, quả bất thiện. Rồi tâm tiếp thâu, tức là ý giới quả bất thiện. Ý giới quả bất thiện. Chỉ còn lại có một cái tâm quan sát, đó là tâm ý thức giới quả bất thiện. Cái tâm đó là tâm ý thức giới. Manu quỳnh nhà nó thà thú, là không có chạy đi đâu thoát được, không có nhầm lẫn vào đâu được. Ý thức giới quả bất thiện, bởi quả bất thiện chỉ có một ý thức giới thôi. Cho ta ý chí. Rồi còn một cái tâm tác tục nữa, một cái tâm hữu phần nữa, cũng làm việc cho cái người vô nhân. Nhưng mà đó là cái người lạc vô nhân. Thì cái người lạc vô nhân này á, là cũng tục sinh bằng cái tâm quả thiện. Nhưng mà cái quả thiện vô nhân, bởi vì người mà tục sinh bằng cái tâm đó thì nó yếu lắm, thưa quý vị. Đó chính là cái tâm quả thiện vô nhân, ý thức giới thọ xả. Tại sao ở đây lại phải thêm thọ xả? Là bởi vì quả thiện vô nhân, quả thiện vô nhân mà nói ý thức giới thì nó có hai, là tâm quan sát thọ xả và tâm quan sát thọ hỷ, hai cái tâm ý thức giới đó. Cho nên chúng ta chỉ lấy cái tâm ý thức giới thọ xả thôi, tức là tâm quan sát thọ xả. Học cái này đó, thưa quý vị, nếu mà có bạn đeo á, mà chúng tôi chỉ ngay cái bài điều là quý vị thuộc lòng từ nãy đến giờ rồi. Còn bây giờ nói trình bày như vậy thì quý vị mơ hồ lắm, quý vị sẽ không nhận ra được. Thì như vậy cái tâm quả bất thiện ý thức giới người phân bốn hạng người, thì cái hạng người mà tục sinh bằng tâm quả bất thiện ý thức giới là người khổ. Đó là người khổ, gọi là dukkha tí, dukkha tí bút lát. Người khổ ở đây là người, là chúng sanh địa ngục, chúng sanh ngạ quỷ, chúng sanh điểu thú, hay chúng ta nói cái loài bạc xanh đó, Tirachana, người ta. Và cái hạng Asura, Atula, thì như vậy là người khổ tục sinh bằng tâm đó. Còn hạng thứ hai là hạng người lạc. Ở đây chúng ta phải nói cho đủ là lạc vô nhân, hạng người lạc vô nhân. Vì Sukhati Bokala đó là người ở trong cõi vui, gọi là người lạc.
thì chúng ta có cái thói quen chúng ta gọi tắt là người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tâm nhân, vân vân. Chúng ta cái đinh ninh rằng hãy gặp, hãy nói đến người lạc là phải là cái người thiếu phước. Tục sinh bằng cái tâm quan sát quả thiện thọ xã, chúng ta cứ đinh ninh là như vậy. Nhưng mà thực ra thì chỉ, chúng ta phải nói cho đủ là lạc vô nhân, chứ còn nếu không thì chỉ, ngay cả vị Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Đa Hàm, A La Hán cũng gọi là người lạc nữa. Nhưng mà đó là người lạc hữu nhân. Cho nên học thắng pháp chúng ta phải cẩn thận vô đó. Mà hồi xưa đến giờ, thường thường đi học ở các lớp, thưa quý vị, chúng tôi dám chắc rằng là những cái vị giáo thọ mà dạy về pháp thì cũng theo cái bổn cũ mà giảng. Rồi học viên học riết cũng thành rau quen như vậy, rồi xài riết, nhưng mà không ai để ý để phân tích cái chỗ này đâu. Và bây giờ chúng ta trở lại nói, có cái hạng người gọi là lạc vô nhân, vì hạng người đã tục sinh bằng quả thiện vô nhân, ý thức giới thọ xã, tức là tâm quan sát thọ xã, quả thiện. Mà hãy để gọi là tâm quan sát quả thiện thọ xã thì chúng ta khỏi cần phải nói là vô nhân. Là tại vì tâm quan sát là luôn luôn là tâm vô nhân. Rồi thưa quý vị, cái chúng sinh mà tục sinh bằng cái tâm này và đời sống bình nhật của họ, tâm này làm cái tâm hộ kiếp, tâm hữu phần, thì người đó gọi là người lạc vô nhân. Đúng ra thì người lạc vô nhân có ba, có ba hạng. Nhưng mà nói mênh mông chút xíu nữa thì quý vị lại lúng túng đi, không nhớ được. Cho nên chúng tôi nhận, nếu mà có nói ra thì chỉ nhắc nước qua để nghe được, nhớ được được thì thôi, chứ quý vị đừng có bận tâm đó. Ở trong cõi nhân loại chúng ta đó, có cái hạng người sanh ra mà bị khuyết tật về thân, từ ở trong bẩm sinh, từ trong bụng mẹ, như là mù hoặc là điếc hoặc là câm. Hoặc là người đó đờ đẫn, ngu ngơ. Cái đó gọi là lạc phu nhân ở cõi nhân loại. Còn cái lạc phu nhân, người lạc phu nhân mà ở cõi tiểu thiên vương, cõi thấp nhất trong cái cõi chư thiên dục giới, thì đó là cái hạng chư thiên mà thiếu phước trầm trọng á, mà sạch dĩ sanh lên làm chư thiên, cõi tiểu thiên vương. Nhưng mà chư thiên là phu nhân thì lại không có, không phải họ tàn tật, không phải họ đu điếc tâm ngọng gì, nhưng mà là phu nhân thuộc về chư thiên tứ thiên vương, thì họ chỉ có phải một cái là ở trong một tòa cung điện rỗng không, không có vật dụng gì hết, không có tài sản gì hết, không có tài sản chư thiên gì hết. Rồi họ là vì chư thiên cô đơn, là họ không có được một cái hội chúng tùy tùng, các thiên nữ không có. Tội nghiệp lắm thưa quý vị. Đức vua Bà Lê Xí
do bố thí với cái tâm yếu kém đó, cho nên sanh về cõi tứ thiên vương, làm vị chư thiên là phu nhân ở trong tòa lâu đài rỗng không, gọi là vị chư thiên cô đơn, đó là lạc phu nhân. Còn một hạng lạc phu nhân nữa, người vô tưởng cũng gọi là lạc phu nhân. Tại sao? Bởi vì phạm thiên vô tưởng đó, gọi là người lạc, vì ở cõi vô tưởng là cõi phạm thiên sắc giới, đương nhiên là xuất và tiết phu quý, cõi đó là cõi lạc. Nhưng mà vì cái người này họ không có tục sinh bằng thức tục sinh, họ không có tâm, cho nên họ cũng là vô nhân, tức là không có nhân tương ưng. Họ không có tâm làm sao có nhân tương ưng được, tham sân si vô tham, vô sân vô si, cho nên được gọi là vô nhân. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt là lạc phu nhân ở cõi vô tưởng đó, là cái hạng chúng sanh đó không phải vì làm phước kém, mà là vì đã tu thiền ở trong quá khứ đắc ngũ thiền sắc giới, rồi vì đã chán cái tâm thức, thấy tâm thức là nó phiền phức tội lỗi, cho nên vị đó mới nguyện rằng mong đời sau ta không có tâm thức. Vì đó do cái quy lực của ngũ thiền sắc giới mà vị đó sanh lên cõi vô tưởng. Nhưng mà vì vị vô tưởng không có bốn chinh quẩn, tức là không có nhân tương ưng, cho nên gọi là vô nhân, là vô nhân. Còn đối với chư thiên ở tứ thiên vương thì gọi là phu nhân, là tại vì cái hạng chúng sanh đó về dung sắc thọ mạng cũng như thiên lạc là kém xa với các vị chư thiên khác, cho nên được gọi là phu nhân. Chỉ có là phu nhân ở trong cõi người mình thì mới bất hạnh, họ bất hạnh lắm thưa quý vị. Rồi bây giờ cái hạng người thứ ba đó, là dựa vào cái tâm tục, tâm tái tục bất thi sanh thí và cái tâm hồn kiếp phật bằng gá chích tá, đó là cái tâm quả thiện mà ly trí, hay quả thiện bất tương trí. Cái tâm quả thiện dục giới hữu nhân mà bất tương trí, tức là tâm đại quả thứ ba, thứ tư, tâm đại quả thứ bảy, thứ tám. Thì bốn cái tâm đại quả là tâm đại quả ly trí. Cho nên cái chúng sanh mà tục sinh bằng bốn tâm đại quả ly trí này thì sanh ra ở đời, cái tâm tái tục của họ hay tâm hữu phần chỉ có tương ưng với hai nhân là vô thâu vô sân thôi, chứ còn phu si thì không có mặt. Vì vậy cho nên gọi là người thiếu căn, thiếu tuệ căn, họ là người thiếu tuệ căn. Do đó cho nên hạng vị nhân đó thưa vị, vào kiếp hiện tại mà có cố gắng tu hành cỡ nào đi nữa, tu thiền thì cũng không có được cận định, đừng nói chi là sát na định, không có chứng được cận định, đừng nói chi là kiên cố định hay an chỉ định appana samadhi. Mà họ có bố thí, có trì giới thì họ hưởng được cái phước của họ thôi. Còn họ có tu thiền thì cũng làm duyên cho đời sau, chứ họ không có, còn không phải sanh lên được.
Đó là cái hạng người gọi là người nhị nhân. Hạng người nhị nhân này là hạng người ở trong cõi nhân loại và sáu cõi trời dục giới, tức là cõi tứ thiên vương, cõi đau lợi, cõi già ba, cõi đô xuất, cõi quát lập thiên, cõi thao quát tự tại. Và hạng nhị nhân này sanh ra ở đời, các căn cũng được trong sáng, cũng tốt, mắt tai mũi lưỡi thân tốt, cũng như người bình thường quá vậy. Nhưng mà chỉ có nổi một cái khuyết điểm là họ không có cái trí tuệ để họ lãnh hội được cái pháp cao siêu, hay là họ tu chứng định đạo quả thôi. Ngay trong cái hiện tại này, người nhị nhân họ có cái khuyết điểm chỗ đó. Còn cái hạng người thứ ba đó, cái hạng người thứ tư mà chúng ta phân theo bốn hạng đó, thì đó là cái hạng tam nhân. Hạng tam nhân này là hạng người mà tục sinh bằng những cái tâm tương ưng với trí tuệ. Tức là nếu như hạng người tam nhân mà ở cõi nhân loại và sắp cõi trời dục giới, thì họ tục sinh bằng cái tâm đại quả tương trí, tức là tâm đại quả thứ nhất, đại quả thứ hai, tâm đại quả thứ năm, thứ sáu là tương trí. Còn nếu như hạng tam nhân mà ở trên cõi phạm thiên sắc giới, thì họ tục sinh bằng năm tâm quả sắc giới. Năm tâm quả sắc giới cũng có đủ tam nhân: vô thân, vô sân, vô si. Rồi hạng tâm nhân ở trong cõi trời vô sắc, đó là tục sinh bằng cái tâm quả vô sắc. Tâm quả vô sắc cũng là một cái trạng thái tâm nhân, có tâm nhân tư ưng. Cho nên hạng tâm nhân á, chúng ta cũng phân ra có ba: tâm nhân ở cõi vui dục giới, tâm nhân ở cõi sắc giới, và tâm nhân ở cõi vui sắc giới. Chúng ta phân ra như vậy. Thì cái này cũng là chúng ta học riết rồi chúng ta kinh nghiệm, rồi chúng ta tự giải thích ra, chứ còn ở trong sách vở xưa nay không có bàn bạc, không có đề cập đến thôi. Nhưng mà không phải không đề cập đến là không có. Nhưng mà tại vì cái chỗ đó các ngài lướt qua, ngài không có nhắc tới. Còn ở đây thì chúng ta phải phân tích trên tập giả để cho nhớ, để cho biết, biết rõ vậy. Chúng tôi cam đoan rằng khi mà thường các vị mà giải về pháp, các Phật tử chúng ta học, thì cứ nói người hạ người cứ là người gỗ lạc nhị do người tâm nhân thôi, chứ họ không cần phải phân tích hạng tâm nhân có mấy hạng, hay là lạc phu nhân có mấy hạng, họ không cần phân tích. Đó là chúng ta nói bốn. Người tâm nhân, người khổ, người lạc là nói hai. Rồi chúng ta nói ba, tức là người phàm, người đạo và người thánh. Còn chúng ta nói bốn là chúng ta nói là người khổ, người lạc phu nhân, người nhị nhân và người tam nhân, phàm thánh luôn. Rồi chúng ta nói bốn. Bây giờ chúng ta kê khai ra, chúng ta nói 12 hạng. Chúng ta nói 12 hạng. Thì khi nãy chúng ta nói 4, chúng ta nói cái hạng người tam nhân đó, thì chúng ta nên cẩn tam nhân, có tam nhân phàm phu và tam nhân thánh quả, tam nhân thánh hữu học,
tâm nhân thánh quả và tâm nhân thánh tâm nhân thánh đạo, tâm nhân thánh quả. Thì ở đây thưa quý vị, hồi nãy khi mà nói đến hạng người khổ, người là phu nhân, người tâm nhân, người dị nhân, người dị nhân, người tâm nhân đó, là y cứ vào cái tâm tái tục hay là cái tâm hộ kiếp của vị đó mà gọi. Nhưng mà giờ đây khi mà chúng ta tách ra nữa thì tâm nhân có chính hạng, người tâm nhân có chính hạng, tâm nhân phàm phu là một, tâm nhân sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tâm nhân sơ quả, nhị quả, tam đạo, tứ quả. Như vậy chúng ta có 9 hạng người tâm nhân, và trong đó có 8 hạng người thánh, còn 1 hạng phàm phu. Thì giờ đây đó, khi mà chúng ta nói đến người sơ đạo, người dị đạo, người tam đạo, tứ đạo, chúng ta không có dựa vào cái tâm tái tục nữa. Bởi vì ở trong cái bộ cà thâu quá thú, nguyên bộ ngữ tâm, trong cái phần đầu khi mà luận vì người phút có đó cà tha, thì có quan điểm cho rằng người là nhận theo cái thường thức chế định nên gọi là người. Thì lúc đó đó, các vị trưởng lão A-la-hán ngài họp lại và ngài mới hỏi các vị tỳ kheo đó gì chứ, các ngài có biết là trong những hạng người mà chế định đó đó, thì có những hạng người được chế định dựa theo cái chân đế, dựa theo pháp chân đế, chẳng hạn như là dựa theo cái tâm tái tục mà gọi là khổ lạc, dị nhân, tâm nhân. Dựa theo tâm sanh, tức là tâm đạo. Tâm đạo sanh khởi một dầu một sát na cũng kể như một hạng người. Chỉ có cái hạng người thánh quả thì gọi theo tục đế cũng có, mà gọi theo chân đế cũng có. Khi mà sát na tâm sơ đạo, sơ quả sinh khởi thì gọi là người sơ quả. Dị quả sinh khởi gọi người dị quả, tam quả sinh khởi. Tâm tam quả sinh khởi gọi người tam quả, tâm tứ quả sinh khởi gọi người tứ quả. Nhưng mà ngoài ra đó, đó thì thí dụ như các vị A-la-hán đâu phải lúc nào tâm tứ quả cũng khởi lên đâu. Lúc mà ngài đi khất thực, ngài đại tiện, ngài tiểu tiện, thì lúc đó vẫn là có tâm dục giới, nhưng mà lúc đó cũng gọi là A-la-hán. Thế lúc bây giờ A-la-hán đó chúng ta mới gọi là phân hạng người như vậy, người là chế định. Thí dụ bây giờ chúng ta nói khi mà ông bác sĩ, đúng ra gọi là bác sĩ phải là cái người ngồi ở trong cái phòng mạch để mà khám bệnh mới gọi là bác sĩ. Thế nhưng hàng ngày buổi sáng khi mà ông ta
ở nhà ông ta đi ra ngoài công viên để đi dạo, hoặc là đi đến sân golf để mà đánh golf chẳng hạn, để tập thể dục thể thao. Nhưng mà bạn bè khi mà gặp, hay là người nào đó người ta gặp, người ta biết mặt, người ta cũng dạ chào bác sĩ, người ta cũng gọi là bác sĩ như thường. Những cái ngành nghề khác cũng thế, thì gọi theo cái cách đó là gọi theo cái tục đế, chúng mình gọi theo cái pháp chân đế. Cái pháp chân đế là khi nào cái tâm tu được quần quả sinh khởi thì mới gọi là bậc tu được quần, là pháp chân đế. Nhưng mà sau khi cái tâm quả tu được quần sinh khởi rồi, diệt rồi, thì trở lại cái tâm lộ bình thường, thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ trong đời sống bình thường, dùng các công độc vân vân, thì trong lúc bình thường ta sinh hoạt, thì sinh hoạt và cái tâm dục giới ngay lúc đó không có tâm sơ quả. Nhưng mà hỏi ông pháp cô độc là bậc thánh nào thì mình vẫn nói là thánh tu được quần, để chúng ta phân biệt. Cho nên ở đây đó, khi nói đến 12 hạng người á, thì chúng ta nên nhớ thế này nè. Bốn hạng mà dựa vào cái tâm tái tục mà đặt tên, đó là người khổ, người lạc, nhị nhân, người tâm nhân. Đó là nói theo pháp chân đế. Bốn hạng dựa vào tâm sanh mà đặt tên, đó là hạng người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Hạng người tứ đạo là lấy theo cái sắc na tâm đặt tên. Và bốn hạng người mà vừa lấy theo tâm sanh mà vừa lấy theo Bất thì tôi thực sự ở trong room không còn nghe được, xin thì tôi có thể xem lại mic. Dạ, xin hỏi bây giờ quý thượng tọa, những Phật tử có nghe được chưa? Có lẽ là bàn thóc học nhiều pháp không hiểu gì hết, cho nên tắt quý vị. Bình thường thì học mấy môn kia thì bản thân nó hiểu, cho nên nói suông được. Chúng ta ráng chút xíu nữa. Thì bốn hạng người quả đó, bốn hạng người thánh quả, thì chúng ta nhớ là có lúc là nói theo chân đế, có lúc là nói theo chế định, thì ta nhớ. Còn bốn hạng người đạo thì hoàn toàn nói theo chân đế, nói theo tâm sanh. Còn người khổ, người lạc, vị nhân cũng nối theo cái chân đế và tục đế một chút, nhưng mà nói theo chân đế là nói theo cái tâm tái tục. Nhưng mà bình thường trong đời sống hàng ngày
dù cho vị đó đang khởi lên cái tâm đại thiện hợp trí đi nữa, nhưng mà cũng gọi là cái người dị nhân, là do cái tâm tái tục của vị đó, tâm dị nhân vân vân. Thì đó là cách mà chúng ta nói về 12 hạng người để cho chúng ta nắm vững, chúng ta không có quên thôi. Và một khi mà chúng ta đã nhớ rồi đó, nói xin lỗi, dù như chúng ta đang ngủ, chúng ta mới, chúng ta cũng không có lộn chi pháp nữa. Chúng ta mới, chúng ta nói, người ở bên cạnh họ nghe, nghe vẫn đúng chi pháp như thường. Tại vì nó quá xâm nhập, nó quá thâm nhập vào trong tư tưởng mình. Chúng ta học phải học như vậy mới được. Còn về cái vấn đề mà hạng người có mấy tâm đó, hay là tâm sanh theo hạng người nào, người có mấy tâm, tâm sanh theo hạng người nào, thì ở đây đó chúng ta sẽ chú ý ở chỗ cái hạng phàm phu mà thấp như là người khổ, người lạc, người nhị nhân, thì họ chỉ có quanh quẩn ở trong những cái tâm dục giới mà thôi, chứ họ không thể nào chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Cho nên những cái tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và tâm đắc siêu thế không có sanh khởi nơi người khổ lạc và dị nhân được. Còn hạng tâm nhân, mặc dù có thể có được cái tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thiền siêu thế, nhưng phải với điều kiện là người đó có chứng đắc được thiền thì tâm thiền mới có mặt nơi người ấy, chứng đắc được đạo quả thì đạo quả mới có mặt nơi người ấy. Cho nên chúng ta tùy trường hợp. Đó là chúng ta nói về người mà sanh tâm. Bây giờ tâm sanh theo người đó, thì ở đây chúng ta chú ý một điều là cái tâm bất thiện nào mà bị sát trừ bởi thánh đạo thánh quả thì tâm bất thiện không có thể có mặt ở trong cái người đạo người quả này, vân vân. Thí dụ khi mà nói đến hoài nghi, tâm si hoài nghi, thì thân kiến hoài nghi với công thủ đã diệt trừ bởi bậc tu đồ quần. Cho nên chúng ta nói rằng tâm si hoài nghi chỉ sanh khởi cho hạng phàm phu thôi, chứ bậc thánh không có sanh được, vân vân. Chúng ta cứ ghi nhớ như vậy. Thì cái việc này cũng không phải là khó lắm thưa quý vị. Nếu mà chúng ta ra từ đầu cho đến cuối và tự chúng ta phân tích. Thí dụ
Nhưng bây giờ chúng ta lấy cái tâm tham thứ nhất, tâm tham thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Hỏi tâm tham đó sanh cho mấy hạng người. Thì chúng ta làm việc liền, vì rằng đây là tâm bất thiện, cho nên tâm bất thiện hoàn toàn không có mặt ở trong bốn hạng người đạo. Và tâm bất thiện đó cũng không có mặt ở người tứ quả, tức là cái bậc ưng cúng, bậc A-la-hán. Cho nên trước hết là chúng ta phải loại trừ năm hạng người đó ra. Rồi cái tâm thứ nhất á, là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến. Thì do vậy cho nên dầu cho hạng người quả, sơ quả, tu được quần thấp nhất vẫn còn tham ly tà, chứ tham hợp tà không có. Cho nên cái tâm tham thứ nhất là không có mặt ở trong trong bốn quả. Thế thì bây giờ chỉ còn bốn đạo bốn quả không có, thì bây giờ chỉ còn có bốn hạng phàm phu mà thôi. Chúng ta phân tích ra như vậy thôi. Tự nhiên quý vị biết rồi. Bây giờ thí dụ thứ hai, chúng ta lấy tâm sân. Hỏi tâm sân sanh theo hạng người nào được, thì chúng ta hãy tự trách nhiệm. Quý vị phải tập động não trách nhiệm. Chứ còn nếu mà thầy cứ giảng hoài, quý vị cứ ngồi nghe hoài, biết nào mà quý vị có thể thông suốt được. Nếu ở tại lớp thì chúng tôi sẽ cho kiểm tra nhanh liền tại lớp, kiểm tra nhanh liền tại lớp, tức là tự họ phải ghi. Thì quý vị thấy rõ rằng bốn hạng phàm phu, khổ lạc dị nhân tâm nhân, thì đều có cái tâm sân hết, đều có tâm sân hết. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tâm đạo thì có một sát na, cho nên không phải là tâm sân, bỏ ra. Nhưng mà đối với thánh á, thì chúng ta nhớ nè, cái tâm sân chỉ có sanh khởi nơi cái bị sơ quả, nhị quả, tức là bậc tu đồng quần bả tư đà hàm quả thôi, tâm sân còn. Nhưng mà cho đến a na hàm quả và a la hán quả thì tuyệt đối là không có tâm sân. Bốn đạo với hai quả cao là tuyệt đối không có tâm sân. Thì khi mà phân tích ra như vậy thì quý vị thấy cũng dễ, đâu có khó. Không có khó để chúng ta hiểu. Học thắng pháp đó, thưa quý vị, nó dễ học hơn là chúng ta học duy thức học nữa. Dễ hơn nhiều lắm. Tại sao vậy? Bởi vì thắng pháp đó, đã được phân tích một cách có phương pháp tỉ mỉ, trước sau nó khớp với nhau, chứ nó không có sự mâu thuẫn, không có sự chống trái lẫn nhau. Cho nên chúng ta học hoài mà chúng ta thấy cái lý của thắng pháp thì lúc nào cũng là như vậy. Thì trong 12 hạng người mà vừa kể đó, thì căn bản là nếu mà chúng ta không có, chúng ta giờ đây không có đắc thiền, không có đắc đạo quả thì thôi, chúng ta lấy bốn hạng người căn bản là người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tâm nhân. Chúng ta hiện tại mang cái thân nhân loại thì đương nhiên là chúng ta không phải là người khổ rồi. Người khổ chỉ có người ở dưới cõi địa ngục, hay là người ngạ quỷ, súc sanh, ba mới là người khổ.
Còn chúng ta là thân nhân loại thì đương nhiên chúng ta không phải là người khổ. Nhưng mà đối với cái người lạc phu nhân đó, thì tự chúng ta phải biết là chúng ta có phải là người lạc phu nhân không. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta vào râm được như thế này đó, nghe pháp được như thế này, chúng ta không cũng không phải là người lạc phu nhân đâu. Bởi người lạc phu nhân họ không có đủ cái trí tuệ và kham nhẫn để họ ngồi họ nghe, họ hiểu được cái pháp trình bày thuyết giảng. Chúng tôi gặp những cái người mà lạc phu nhân đó thưa quý vị, chúng tôi không thể nói chuyện với họ được. Gặp họ, họ cười cười với họ, gần đầu họ chào mình rồi ấy, thôi mình cũng cười với họ rồi mình bỏ đi chỗ khác. Mình hỏi họ cái gì họ biết được mà nói. Họ khỏe không? Họ cũng không biết phải trả lời sao. Hỏi năm nay mấy tuổi rồi, họ cũng ngơ ngác không biết chuyện gì. Cho nên chúng ta tránh khỏi cái hạng người lạc vô nhân rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ còn hai hạng người chúng ta có mặt ở trong đó. Chúng ta sẽ là hai hạng người đó, là người nhị nhân và người tam nhân. Chúng ta chưa biết là chúng ta tục sinh bằng cái tâm gì, tâm nhị nhân, tâm quả nhị nhân hay là tâm quả tam nhân. Thì dù cho chúng ta không biết, nhưng chúng ta có thể tự trách nhiệm. Nếu sau khi chúng ta học tánh pháp rồi đó, chúng ta có thể tự trách nhiệm, chúng ta thử, chúng ta ngồi thiền. Nếu mà chúng ta phát sanh lên cận định, phỉ lạc phát sanh đó, thì chúng ta là người tam nhân. Ngày xưa Ngài và Thượng Tịnh Sử Ngài thường hay nhắc cái chỗ đó để trắc nghiệm mà biết. Còn cái người mà nhị nhân thì hành thiền không có chứng đắc được cận định, không có phỉ lạc phát sanh, bi trí không có phát sanh được, đừng nói chi là đạo quả. Là một. Cái thứ hai nữa là cái người dị dân á, dù cho họ có nghe pháp, nghe bên đây loạn lỗ tai bên kia, họ khó có thể nhớ được cái gì, họ khó có thể nhớ, không có thể thấu triệt được. Và hạng người tâm dân đó, rồi họ nghe, họ hiểu, họ khắc sâu vào trong tâm khảm của họ, không quên được, thì đó là hạng người tâm nhân. Cho nên chúng ta có hai cách trắc nghiệm. Trắc nghiệm qua pháp học và trắc nghiệm sau qua pháp hành, là chúng ta sẽ biết được mình là người nhị nhân hay người tam nhân liền. Tuy nhiên nó cũng, cái gì nó cũng có cái ngoại lệ. Nhiều khi thưa quý vị, người Phật tử chúng ta là người tam nhân, một người đó, một cận sự nam đó, cận sự nữ đó là người tam nhân thì, nhưng mà có điều là tại vì họ mang cái nghiệp, cái nghiệp ở trong quá khứ hay trêu ghẹo người khác, thấy người khác có trí tuệ mình hay trêu ghẹo, thì chúng ta trêu ghẹo như vậy làm cho người khác họ bị phóng dật, làm cho họ quên kinh điển. Chẳng hạn như là tôn giả Chu Lâm Bà Thất Cá chẳng hạn, anh trai, người anh của Ngài là Ngài Maha Bà Thất Cá đi xuất gia chẳng bao lâu chứ là Hán. Ngài tiết độ cho người em đi xuất gia, Chú Lớp Bà Thất Cá khi xuất gia rồi thì thưa quý vị, người anh dạy cho học kinh kệ cũng không bao giờ nhớ, không bao giờ thuộc. Dù học một bài kệ 8 tháng Đức Phật, học bài kệ trong 4 tháng, trong 3 tháng mà cũng không thuộc.
có bốn câu thôi thưa quý vị mà họ không thuộc. Mãi cho đến khi mà nhân duyên chín mùi rồi thì bữa đó ông Chiêu Cá Trệ Tăng ông mới thỉnh Đức Phật và Chư Tỳ Kheo đến nhà để ông Trệ Tăng đến vườn xoài của ông. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài buổi sáng hôm đó đó thì cái việc mà sắp xếp các vị tỳ kheo là do ngài Mahapatthaka ngài tới phiên đảm trách. Cái ngày thấy vị em với lại dốt quá nên là bảo thôi tôi tục trở về đi, về làm người cư sĩ rồi làm các cái công đức phước báo cũng được, chứ còn bây giờ xuất gia rồi luật ghi không thuộc hay kinh kệ không thuộc pháp không nhớ vậy làm sao mà hành. Thì ngài buồn bã quá, ngài Chu Lâm Ba Tất Tán ngài buồn bã ngài đi về. Nhưng mà ngài vừa ra tới cổng á thì mai sau Đức Thế Tôn ngài sáng sớm ngài đi ra ngài đi kinh hành người đó mà đó. Ngài hỏi thì kêu Ba Tất Tán đi đâu sớm gì, nói giờ anh của con anh đuổi con vợ tục về không cho tu nữa tại con dốt quá. Đức Phật ngài nói rằng bây giờ thôi người xuất gia trong giáo pháp này thì cái chuyện mà vợ tục hay không á thì khi nào Như Lai kêu thì hãy làm, bây giờ cứ ở lại tu đi. Ngài dùng thần thông này hóa hiện thành một chiếc khăn tay màu trắng ngài giao cho ngài, nói rằng lấy chiếc khăn này bữa nay đó sáng đi khất thực rồi cứ lấy đó lau mặt lau tay vân vân, rồi hãy thấy cái hiện tượng gì ở trên chiếc khăn đó thì cứ suy nghĩ, ngươi cứ suy nghĩ. Thì ngài Chu Lâm Ba Tất Cá ngài về ngài áp dụng theo cách của Đức Phật. Thì buổi trưa đó đó là Đức Phật và Chư Tăng các vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực đến chỗ tư gia của Chiêu Cá. Nhưng mà tới giờ rồi mà Đức Phật này vẫn im lặng, không có tiến hành cái lễ cúng dường, thí chủ không có tiến hành được. Thì thí chủ đến bạch với Đức Phật, Đức Phật nói vì ở trong chùa còn một vị tỳ kheo chưa có đến cho chạy về chùa, thì thưa vị cho người chạy đến chùa đó thì thấy ở trong cổ 1000 vị tỳ kheo mặt mày giống nhau. Thì do ngài Chu Lâm Ba Tất Cá sau khi mà ngài đã quán xét cái chiếc khăn mà hồi sáng Đức Thế Tôn giao cho thì nó sạch sẽ, bây giờ nó bị bụi nó dơ, cho nên vì đó cởi lên cái tư tưởng thấy được cái bụi dơ. Thì Đức Thế Tôn ngài ngồi ở xa đó, ở tại tư gia cũng đó mà ngài đã hiện thông, ngài đã hiện thông đến tại chỗ Chu Lâm Ba Tất Cá, ngài nói rằng tham là bụi, sân là bụi, si là bụi, vị tỳ kheo hãy phủ sạch bụi đó, chứ còn những cái bụi bên ngoài không phải là cái sự cống huế quan trọng. Tỳ kheo Chu Lâm Ba Tất Cá nghe xong như vậy thì do cái duyên lành vì đã chứng được đạo quả A La Hán. Quý vị thấy một người vị tỳ kheo mà tối dốt thì chúng ta tưởng là người tam nhân chứ không phải là người không, chúng ta tưởng là người dị nhân, người lạ phu nhân, nhưng mà thực ra đó thì vị đó chính là người tam nhân, mà do cái nghiệp của quá khứ thời Đức Phật Kassapa vị đó là người
thông suốt tâm tạng, kinh điển, thông minh lắm. Khi mà thấy các vị kheo khác học một câu kinh, học chậm, học hoài, không có nhớ, không thuộc, vị này lại ngạo mạn, tự hào mình thông minh, cho nên cứ chê cười, khiến cho các vị kheo kia hổ thẹn, không có học được, mang cái nghiệp đó mà bây giờ phải bị tố dạ, tố dốt như vậy. Cho nên cái gì nó cũng có cái ngoại lệ, chúng ta cũng chưa biết được. Khi nãy nói như quý vị là để trách nhiệm, nếu mà chúng ta trách nhiệm pháp học thì chúng ta nhất hãy mà mình học một bài kinh hay là mình nghe pháp mà mình không có thâm nhập, mình không có nhớ được, không hiểu được, coi chừng mình là người nhị nhân chứ không phải người tam nhân. Nhưng mà cái đó nó cũng ngoại lệ, nhiều khi cái nghiệp của quá khứ của mình hay là do hiện tại tâm mình phóng dật, chứ mình tục sinh bằng cái tâm quả tam nhân cũng không chừng. Cho nên cái đó ngoại lệ thôi. Thì hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị về 12 hạng người với cái tâm tái tục hay là với tâm sanh. Như pháp chân đế và pháp chế định thì đến đây cũng vừa phải với cái thời gian, cái phần thời gian còn lại 30 phút còn lại xin cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng. Và thượng tọa Tân chia sẻ thêm cho Phật tử ý nghĩa bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa thưa tổ sư, quý Phật tử có nghe chúng tôi nói rõ không? Thì đi xin sư đề nghị và thưa quý vị còn 30 phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn tiếp theo lời thưa tổ sư để nói thêm một vài điểm về thì một vài điều không có ghi rõ lắm ở trong Thắng Pháp, nhưng mà lại có ghi ở trong Kinh Tạng. Và khi mà chúng tôi học Thắng Pháp với Ngài Ananamitri, người Tích Lan, thì chúng tôi có hỏi Ngài điều này. Trước nhất thưa quý vị, như chúng ta biết là trong một số các chúng sanh thì họ được phân loại theo một trong 12 hạng người là do cái tâm kiết sanh, tức là cái tâm khởi đầu kiếp sống. Và thí dụ như là người khổ, người lạc, người dị nhân chẳng hạn. Và chúng ta cũng được biết rằng có những loài chư thiên lại là người lạc, đó là chư thiên người lạc. Thì thứ nhất chúng ta nên hiểu rằng cái chúng sanh mà sanh trong cõi khổ đó thì nó thuần là khổ, dạ, lúc nào cũng khổ, khổ ở trong cái cái cuộc sống bị thiêu đốt, bị hành hạ vân vân, để ra cái tâm tục sinh
cái tiềm thức và cái tâm tử đó là dĩ nhiên là bằng tâm quan sát học khổ. Nhưng mà nói đến chúng sanh trong cảnh khổ đó, thì theo trong kinh Tạng đó, đặc biệt là bộ Vê Ta Quát Thú ở trong Khuất Đắc Trai và một vài cái bản kinh khác đó, thì có ghi nhận những trường hợp mà chúng sanh có một cái sự chuyển đổi. Những chúng sanh này đó là nửa tháng thì sống trong cảnh khổ địa ngục, mà nửa tháng thì sống trong cái dạng của chư thiên. Chúng tôi thì không có thấy, có đọc ở trong sớ giải thì chúng tôi không có thấy có cái chỗ nào chú thích rõ là những chúng sanh mà nửa này nửa kia, nửa lúc này nửa kia như thế nào. Nhưng mà khi chúng tôi hỏi Ngài Anamatri đó, thì Ngài có nói rằng chúng sanh đó họ sanh thuộc về gọi là người lạc vô nhân và lạc vô nhân. Thì trong cái đời sống của họ đó, trong nửa tháng khổ thưa quý vị, thì họ có thể sanh làm một loại Atula hay là ngạ quỷ, và họ làm cái công việc là họ sống ở trong địa ngục á, họ sống trong địa ngục làm cái việc là hành hạ tội nhân, hành hạ tội nhân. Thì thật ra cái cảnh giới của họ chẳng có cái gì mà hạnh phúc hết, nhưng mà có một cái là họ không có đau khổ giống như là những cái chúng sanh gọi là bị hành hình ở trong địa ngục. Và khi nửa tháng mà họ sanh lại làm chư thiên á, thì thưa quý vị, nghĩa là họ hưởng cái thiên lạc, tức là thiên sắc, thiên hương, thiên vị xúc, mà nó với cái tính cách là không có được được mỹ mãn, và dạ, được mỹ mãn, được viên mãn, bởi giống như chư thiên mà nhị nhân hay là chư thiên tam nhân. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là cũng thời người lao công dọn dẹp, nhưng mà cái người lao công mà dọn dẹp mà ở tại một cái vườn hoa ở tại Vancouver, Canada, hay là ở Copenhagen bên Đan Mạch đó, thì cái người lao công đó đó họ không có khổ sở như là cái người lao công ở tại một vài quốc gia mà chúng tôi biết, như là ở tại Ấn Độ chẳng hạn. Ấn Độ có những nơi mà những người mà làm công viên đó thì họ ăn mặc dơ dái, rồi dãi nắng dầm mưa, và họ không có những cái máy cắt cỏ mà họ cắt bằng kéo. Cái này nói nghe nó hơi kỳ, là họ có cái kéo lớn lắm, mà quý vị nguyên một cái công viên lớn như vậy đó, mà nhiều người họ phải lấy kéo họ đầu. Bây giờ thì chúng tôi không biết sao, nhưng mà những khi chúng tôi đi Ấn Độ, nhiều khi chúng tôi thấy như vậy. Thì như vậy đó, là những cái chúng sanh mà nửa tháng mà làm quỷ sứ, tức là nửa tháng sống trong địa ngục và nửa tháng sống ở trong làm chư thiên á, dạ, thì căn bản cái chúng sanh đó vẫn tục sinh bằng cái tâm tâm quả thiện vô nhân, dạ, cái tâm gọi là quả thiện vô nhân. Thì thứ gì hồi nãy thì tôi siêu có nói một điều mà nếu quý vị học thắng pháp thì quý vị nên nhớ đó, là nếu mà chúng ta chia là 12 hạng người thì có hai hạng người. Một á, là người khổ, hai là người lạc. Và người lạc á, thì chúng ta có thể chia làm hai hạng người. Xin lỗi, người lạc chúng ta có thể chia ba hạng người, là hạng người lạc vô nhân, hạng người lạc dị nhân và người lạc tam nhân. Nhưng mà lâu ngày thì chúng ta bỏ đi chữ xuất khá tí thì người lạc á, chúng ta chỉ nói là người lạc, rồi người dị nhân, người tam nhân. Tại ra chúng ta sẽ chia là người khổ và người lạc. Thì những cái vị mà họ sanh, những chúng sanh mà sanh ra làm nửa tháng là quỷ sứ,
nửa tháng làm chư thiên đó, thì chúng tôi tạm gọi là cái này khó tưởng tượng ra. Chúng tôi lấy ví dụ của quý vị nghe như vậy là chúng tôi có nghe kể trường hợp thôi. Ở đây là chúng tôi có nghe kể trường hợp là có một vài người họ đi lao động bên Nhật Bản đó, thưa quý vị. Và khi họ đi làm việc ở bên Nhật Bản thì họ làm việc dơ dái mà nặng nhọc, nhưng mà tiền lương thì cao. Yeah, tiền lương thì cao. Họ đi làm một vài năm đó, thì họ trở về Việt Nam với số tiền đó thì họ hưởng thụ một rất là sung sướng. Tại vì cái lương họ cao gấp nhiều lần cái người làm công. Thì quý vị hỏi rằng người đó sướng hay người đó khổ? Thì chúng tôi thưa rằng người đó có cả hai cái rất sướng và rất khổ. Rất khổ là khi họ làm việc ở bên Nhật Bản đó, thì họ làm việc có những công việc mà dơ dái nặng nhọc mà người Nhật không bao giờ muốn đụng tay đến thì những người này làm. Nhưng mà khi về Việt Nam với cái số lương cao mà họ có bên Nhật Bản đó, thì họ lại hưởng thụ rất là nhiều. Thì ở trong đời này đó, ở trong thế gian này nó có những cái chúng sinh mà nửa tháng này nửa tháng kia, dạ, tức là thời gian này đổi thành dân kia, nhưng mà chỉ có một thứ tập tục sinh thôi. Dạ, thì có thứ tập tục sinh. Thì đây là một cái mà chúng ta nên để ý khi mà nói về các hạng người. Và bây giờ đó, một cái điểm khác mà chúng ta nói về các hạng người đó là thông thường là chúng ta nghe nói lục đạo là địa ngục, bàn xanh, ngạ quỷ, rồi có cái Atula và người và trời. Nhưng mà ở trong nhiều bộ kinh đó, nhiều bài kinh đó, thì không có tính Atula, không tính Asura. Và tính Asura thì cái Atula này chúng sanh cũng rắc rối, thưa quý vị. Chúng sanh rắc rối là Atula đó, chúng ta nên để ý là một cái chúng sanh mà có tất cách hung dữ. Nhưng mà chúng sanh này có cả ba trường hợp Asura theo Ananamitri đó. Và chúng tôi có đọc ở trong Thamachodika thì cũng có đề cập đến đó, là những loại Atula này đó có thể là chư thiên, mà chư thiên hung dữ. Và quý vị nghe chuyện này quý vị thấy lạ ha. Chư thiên này đó, là còn đấu trí, còn đánh trận với Thiên Chủ Thương Vương Đế Thích. Chúng tôi tạm lấy một ví dụ như là có những xã hội văn minh, và có những xã hội văn minh luật pháp rất là ổn định như ở Mỹ chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta đừng tưởng rằng trong xã hội như vậy không có mafia, không có tội ác. Thật ra ở trên thế giới này đa số, chúng tôi không nói hầu hết, nhưng mà đa số các quốc gia cũng có cái tầng lớp mà chúng ta gọi là xã hội đen, mặc dù rất là giàu chứ. Chúng tôi tạm gọi ví dụ như là ở Ý, ở Nhật, ở Mỹ, những cái chúng sanh này đó là cũng sống, họ cũng giàu có. Họ không phải là người ngoại kiều đâu, họ là người Ý, họ là người Mỹ, họ là người Nhật, nhận chính gốc đàng hoàng, nhưng họ lại là mafia. Cái này thì nghe hơi khó tin, nhưng mà một lực lượng rất lớn, quý vị biết là thỉnh thoảng chúng ta nghe về tattoo, tức là xăm mình, thì những người trong xã hội đen Nhật Bản họ có cái xăm rất là đặc biệt để họ nhận biết với nhau là băng nào, đảng nào, giới nào, vân vân. Thì ở đây đó chúng ta phải nói là chư thiên á, cũng có chư thiên chánh kiến, có chư thiên tà kiến, mà có chư thiên hiền thiện và chư thiên hung dữ. Nói như vậy nghe kỳ, nhưng mà có chư thiên hung dữ, thưa quý vị. Chư thiên hung dữ đó là Atula mà chư thiên. Và những vị này thường theo trong kinh đó là các vị ở dưới chân núi Tu Di đó, có đôi khi lên tranh giành cái bảo tòa hay là đánh với Thiên Chủ Đế Thích, và Thiên Chủ Đế Thích cũng đánh lại. Đức Phật này có kể chuyện đó. Và chúng ta học cư ứng bộ thời gian, chúng ta sẽ thấy. Thì Ngài Ananda-ma-tri ngài nói rằng những vị Atula đó căn bản các vị là chư thiên chứ không phải là thậm chí là chư thiên tam nhân nữa, nhưng mà hung dữ. Chứ đừng nghĩ rằng tất cả chư thiên đều là hiền thiện, tất cả chư thiên đều là tốt lành hết. Chư thiên chứ cũng có những chư thiên mà dữ dằn, chứ không phải chư thiên hiền thiện. Là cái này chúng ta phải để ý.
Thành ra cái chữ Atula đó không hẳn là một chúng sanh riêng. Nên chi ở trong kinh điển Pali đó, quý vị sẽ xem rất là nhiều đoạn á mà chỉ đề cập đến địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ và người trời, chứ không nhắc đến Atula. Tại chúng ta tạm gọi là Atula, chúng sanh dữ trong cõi trời, trong cõi người và trong địa ngục, trong cõi ngạ quỷ cũng có những chúng sanh hung dữ như vậy. Không phải chúng sanh nào mà sanh làm loài hóa sanh hay là sanh về cõi trời đều hiền lành. Cái này là cái chúng ta nên để ý. Và bây giờ thì có cái này là đây là điểm mà chúng tôi không dám nói, tại vì nó tồn nghi. Sở dĩ chúng tôi là tồn nghi là tại vì ngay cả ngày Anandamayi đó, thì ngài cũng xem đó là cái sự tồn nghi, tức là loài bằng sanh, loài bằng sanh. Thì thứ vì theo trong kinh đó, tất cả các loài bằng sanh đó đều là sanh bằng cái tâm quả bất thiện. Nhưng mà có một số loài bằng sanh mà tương đối là có thần lực và có hạnh phúc, có sung sướng, thì rất có thể thôi, rất có thể những chúng sanh này đó không hẳn là xem về tâm thọ khổ, tại vì không có khổ. Ví dụ như là Long Vương, Long Chủng, nhưng mà Long Chủng trong sách của ngài Sattamasodhika thì nói nhiều về Long Chủng, nhưng mà Long Vương đó, tại vì có những Long Vương có thần thông thực, có những Long Vương họ sống rất là an lạc, nhưng mà căn bản thuộc về loài súc sinh. Và ở trong thế giới loài người đó, thì cái này là cái mà chúng tôi có thấy là có những con chó, thưa quý vị, có những con chó đó nó sống rất là sung sướng, sống rất là sung sướng, mặc dù nó là loài chó, nhưng mà nó được nói theo danh từ mình gọi là ăn ngon ngủ kỹ, ăn thì thức ăn rất ngon. Ở chùa Pháp Luân có một Phật tử Phật tử nấu thức ăn cho chó, mà nấu phải nấu đồ organic tại vì sợ là nó ăn thức ăn khác nó bị hại tới sức khỏe của nó. Nếu vì đứng con chó mà đã nấu ăn là phải lựa đồ organic thì nó cưng đủ thứ hết. Quý vị chờ chúng ta chút xíu, quý vị còn nghe không vậy? Quý vị còn nghe không? Thì thưa quý vị, chúng ta thì không có biết rõ đâu. Dạ, chúng ta không biết rõ là nó có cái khổ gì không. Nhưng mà chúng tôi có vài lần chúng tôi quan sát, chúng tôi thấy rằng trong những cái loài vật á, thì ngoại trừ Long Vương là mình không biết thôi. Nhưng mà có những chúng sanh thật sự nó có những chúng sanh có cái, nghĩa là có cái trí năng giống như con người để nói chuyện về ngôn ngữ, hay là để phân biệt, để lý luận, để học hiểu. Nhưng mà đại khái chúng sanh đó có hưởng cái hạnh phúc, và có hưởng hạnh phúc. Thì chúng tôi hỏi ngài thì ngài nói rằng lẽ ra trên nguyên tắc đó thì nếu suy nghĩ về khía cạnh đó thì có những loài bằng sanh bằng cái tâm quan sát thọ lạc, chứ không hẳn là thọ khổ. Nhưng mà trong kinh thì nó quá sợ khổ, thì đây cũng là điểm tồn nghi. Rất tiếc là vì thượng tọa Từ Siêu thượng tọa giảng cả bài, thành ra chúng tôi không có thảo luận. Chứ thực ra ở đây nó có nhiều điểm cần thảo luận lắm, về những chúng sanh trong các cõi này. Và bây giờ thì chúng tôi xin đề cập đến một cái chuyện khác liên quan đến các hạng người. Dạ, các hạng người. Thì thứ vì những chúng sanh mà sanh ra do tâm sinh á, thì có, nhưng mà có những chúng sanh không thể chuyển hóa và có những chúng sanh có thể chuyển hóa. Và chúng sanh mà có thể chuyển hóa đó là người tam nhân. Đó là người tam nhân. Thì một người tam nhân đó, họ sanh bằng tâm nào thì tìm thức bằng tâm đó và tưởng tâm đó, thì
cái căn bản vẫn là có vô tham, vô sân, vô si. Dạ. Nhưng mà người tam nhân có thể là vĩnh viễn suốt đời là người tam nhân. Nhưng mà rồi người tam nhân có thể đắc đạo chứng quả, trở thành người sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Dạ. Là có thể có. Thì ở đây đó là chúng ta nên hiểu rằng thông thường cái tâm gọi là phá quan gái hay tâm hộ kiếp hay tiềm thức đó, là nó sẽ có cái tính chất là đánh bạc đi. Cái, nó có chúng ta cách là chi phối cái hoạt thức. Dạ, hoạt thức. À, tức là một người sinh ra mà bằng cái tâm nhị nhân thì không thể đắc đạo chứng quả được. Nhưng mà trong trường hợp những vị mà tâm nhân mà đắc đạo chứng quả đó, thì do cái tâm đạo tâm quả nó cực mạnh, khi mà chứng niết bàn thì cái hoạt thức này nó lại ảnh hưởng toàn bộ đời sống. Dạ, lúc bây giờ thì cái tiềm thức của các vị này vẫn là một thứ tâm như vậy. Dạ, vẫn thứ vậy. Nhưng mà cái việc mà đoạn tận phiền não đó, nó lại có một cái vai trò rất là ảnh hưởng. Thí dụ như là như chúng ta biết vị A La Hán hay là vị Anaham á, thì không có nằm chim bao. Dạ, không có nằm chim bao được. Dạ, tại vì đối với Anaham, dục ái và sân đã đoạn tận. Đối với A-la-hán thì không có cái chuyện mà nằm chim bao, bởi vì các ngài đoạn tận hoàn toàn ba thứ ái dục, ba thứ ái, thành ra nó không có cái căn bản để cho ảo giác ảo tưởng. Nằm chim bao chỉ có như khi chưa đắc đạo chứng quả A-la-hán thôi. Như đạo chứng quả A-la-hán thì không có chim bao, tức là không thấy có giả cảnh mà. Cái tâm vị đó là cái gì biết, cái vị biết rất là thật, biết thật. Thì quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Yeah. Xin lỗi quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ. Đi chờ đôi vị. Ajahn, first of all, we go to the house for chanting, and you just follow with me. Follow me, and then we over there after chanting, we have lunch. Yeah. I'm going to write first, and you follow me. Yeah, thank you. Yeah. No, con. Xin lỗi quý Phật tử. Nếu quý vị có còn nghe chúng tôi không? Xin lỗi quý Phật tử là hôm nay chúng tôi hơi bận. Sáng nay là có cái buổi đi tụng kinh, thật ra chưa tăng đến bây giờ. Để nhưng mà chú Trì cố gắng để nói thêm. Thì thưa quý vị, đời sống của tất cả chúng ta đó, có một điều như vậy là có những trường hợp mà mình hoàn toàn không có nghĩ theo phương diện phân loại bình thường. Nhưng mà trong cái khi mà chúng ta phân 12 hạng người đó, chỉ có 4 hạng người mà ở đây chúng tôi thưa rằng nếu mà nói rõ ra thì những hạng người này hiện hữu chỉ trong một sát na thôi. Dạ. Chỉ trong một sát na thôi thưa quý vị. Dạ. Đó là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Bốn hạng người này đó thì có một cái điều đặc biệt là các vị sở dĩ được phân loại là bốn hạng người riêng biệt đó, tại vì cái tính cách mặc dù chỉ có trong một sát na, đắc đạo một sát na thôi, nhưng mà không thể liệt vào hạng sau,
và không thể liệt vào hạnh kết được. Chúng tôi lấy ví dụ cái tâm sơ đạo và tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo hoàn toàn khác với tâm hoàn toàn khác với người người tâm nhân phàm nhân. Tại người phàm nhân đó là người không có khả năng để liễu tri niết bàn. Niết bàn đúng nghĩa niết bàn, chúng ta chỉ suy niệm về niết bàn trên phương diện lý luận thôi. Dạ, trên lý luận thôi, chứ chúng ta không thực sự là liễu chứng niết bàn. Dạ, chúng ta không thực sự liễu chứng niết bàn, nên chi chúng ta có một cái vấn đề là cái niết bàn trong chúng ta nó dựa trên một số, ví dụ như mình bị khổ, mình nghĩ là mình không khổ nữa, tức là mình là chứng niết bàn. Nhưng mà kỳ thực cho dù chúng ta hiểu niết bàn thế nào là do suy luận, thật là cái vị mà chứng niết bàn như vậy đó, ngoài cái việc mà liễu tri niết bàn, liễu chứng niết bàn đó, thì các vị còn có một cái khả năng khác là do thực sự liễu chứng niết bàn nên các vị đã đoạn tận hay là giảm thiểu những cái kiết sử. Đoạn tận là trong trường hợp của vị sơ đạo, tam đạo và tứ đạo, tức là vị sơ đạo đoạn tận thân kiến quầy nghi giới cấm thủ, vị tam đạo là đoạn tận dục ái và sân, và cái vị tứ đạo là đoạn tận sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Còn cái vị nhị đạo đó là giảm thiểu đáng kể là dục ái và sân, tức là vừa thấy được niết bàn, và do thấy được niết bàn do đó hoàn toàn không còn có bất cứ một cái việc lặp lại. Chúng tôi lấy ngài tịnh sự ngày có thấy ví dụ như vậy là chúng ta nghe nói về ông A như vậy, mình nghe cũng ghi nhận đó là đàn ông cao niên, rồi tóc hoa râm, rồi mặt mày sáng sủa đẹp đẽ, mà cái nghe chúng ta khác, nhưng mà khi chúng ta gặp mặt thấy là khác. Và khi chúng ta đã thấy rồi thì chúng ta hoàn toàn không còn giữ lại bất cứ một cái sự tưởng tượng nào, tại vì do cái mình thấy đó mình đâu còn tưởng tượng nữa. Dạ, thì một vị chứng niết bàn rồi thì thứ gì, vị này lại có được một cái khả năng là trong lúc chứng đó là đoạn tận kiết sử, hoặc giả là giảm thiểu kiết sử, giảm thiểu ở cái mức độ tối đa. Dạ. Và rồi các vị không thể liệt vào cái hạng người trước đó, nhưng mà các vị cũng không thể liệt vào hạng người sau đó. Dạ. Tại sao? Chúng tôi nói quý vị là một vị chứng sơ đạo đó, dùng một sát na thôi, nhưng trong sát na đó không còn thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ, thì sau sát na đó đó gọi là sơ quả. Thì cái vị sơ quả dĩ nhiên là không còn thân kiến hoài nghi cấm thủ tuyệt đối rồi, nhưng mà đối với vị sơ quả thì không có cái tính cách đoạn phiền não như là vị sơ đạo. Cái này cái chúng ta nên hiểu. Tại đó, cái vị mà gọi là phàm tam nhân trước khi đắc đạo á, thì vị đó không giống như cái vị sơ đạo. Mà cái vị sơ đạo mà đoạn phiền não đó thì không giống như các vị sơ quả. Tại cái vị sơ quả chỉ là một sự tiếp tục cái trạng thái đó, nhưng mà không còn đoạn phiền não nữa. Thành ra ngài Nanamitri ngài nói như vậy là trước không được tính, sau không được tính, không giống trước không giống sau, mặc dù ở giữa chỉ có một sát na thôi, nhưng mà phải tính. Dạ, ở giữa một sát na phải tính. Nên chi chúng ta nói rằng thay vì mình nói rằng người vị tu đầu quần tư đà hàm a-na-hàm a-la-hán chúng ta tính có bốn, nhưng mà chúng ta phải tính tám, là tại vì a-na-hàm đạo và a-na-hàm quả, tư đà hàm đạo, tư đà hàm quả, a-na-hàm đạo và a-na-hàm quả, a-la-hán đạo, a-la-hán quả. Và điều mà chúng ta gọi là một hạng người, hạng người là bởi vì không giống trước và không giống sau đó. Trước đó không giống con người, trước đó không, sau đó không giống người đó. Tức là ở trong vài sát na có thể thành ba hạng người. Chúng tôi lấy ví dụ như ông Cốc Cô Độc khi gặp Đức Phật, ngày gọi Sú Tá Tá và ngày giảng một vài pháp á, hay là Bưu Bình Sơ Vương cũng vậy. Trước đó là phàm tam nhân, và ngay trong cái sát na đắc đạo á, là người sơ đạo. Nhưng mà quý vị biết một sát na nó mau lắm, một sát na rất là mau, rất là nhanh. Thì cái sát na sơ đạo đó là người sơ đạo, nhưng mà sau sát na sơ đạo đó thì là người sơ quả. Thì ở trong ngắn hơn một giây là ba hạng người ở trong vườn giúp sống. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nói rằng những vị này không phải là do sinh, và không phải do sinh ra. Thì căn bản mà nói thì khi mà các vị
đã bắt đầu chứng quả rồi thì cái tâm tiềm thức hay tâm hồn chiếc nó vẫn là cái tâm tâm nhân đó, như vậy thôi, giống như tâm tục sinh. Nhưng mà giờ cái năng lực của đạo quả nó bao trùm lấy quý vị, thực ra đối với 12 người thì chúng ta có nhiều điều lắm, nhưng mà vì bài học được chúng ta cũng hơi nhanh bài học hơi nhanh chút xíu, thành ra hôm nay quý vị nghe tạm thời siêu nói nhiều rồi, chúng tôi nói thêm nhiều nữa quý vị nghe chắc là thấy nó hơi nhiều, nhưng mà quá thật thì bài học này trong 2 tiếng hồ mà chúng ta nói về 2 hạng người thì nói chúng ta cũng đi qua hơi nhanh rồi. Hy vọng rằng chúng ta có dịp chúng ta sẽ trở lại nói thêm về những hạng người này. Thật ra lẽ ra chúng tôi nói thêm khoảng chừng 10 phút nữa vì rất là quan trọng, nhưng mà thưa vì chúng tôi phải đi làm lễ bây giờ không phải đi mà đang đi, chúng tôi đang trên xe, thành ra xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bích Thách Tham Ma. Ngày mai này quý vị chúng ta sẽ có môn phản ngữ Pali, và chúng tôi thưa tòa tiền siêu và chúng tôi sẽ giảng cho ngày mai. Kính đại lễ chư tôn đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Sa thú lành thai. Dạ, con kính tri ân đạo tràng. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Con chư pháp xin thay mặt đại chúng thông dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỵ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã đón tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt trị yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các thường trong chánh pháp của Đức Thế Tôn.